Những nữ hoàng nổi tiếng nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại, phần 1. Ai Cập cổ đại có số lượng phụ nữ lãnh đạo đất nước của họ nhiều hơn bất kỳ nền văn minh nào khác trên thế giới. Vương quyền thần thánh của nền văn minh này là một hệ thống quyền lực độc nhất vô nhị, cho phép phụ nữ lên ngôi. Những người phụ nữ này đã sử dụng các kỹ năng lãnh đạo khác biệt của mình để giữ cho đất nước an toàn trong thời kỳ khủng hoảng. Mặc dù những người kế nhiệm nam thường cố gắng xóa bỏ những di sản của họ, nhưng câu chuyện của họ vẫn tồn tại, nhắc nhở chúng ta về giá trị của những nhà nữ lãnh đạo ngày nay. Những nữ pharaoh không chính thức. Trong hơn 3.000 năm, Ai Cập cổ đại có tới 7 người phụ nữ nắm giữ quyền lực chính trị to lớn, cai quản một trong những nền văn minh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Và có lẽ bạn đã biết, trong suốt lịch sử của nước Mỹ, chưa hề có một nữ tổng thống nào. Rõ ràng, nữ quyền thời Ai Cập cổ đại đã đạt tới đỉnh cao. Người phụ nữ đầu tiên phải nhắc đến là Neshotep. Bà là vợ của Namur, vị pharaoh đầu tiên của Ai Cập thuộc vương triều thứ nhất. Khi Namur qua đời, vì con trai Hoaha còn quá nhỏ, cho nên Neshotep đã nắm quyền nhiếp chính thay con xử lý triều chính. Việc bà có thực sự nắm giữ quyền lực như một pharaoh hay không vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, một số cổ vật được tìm thấy trong lăng mộ của Neshotep đã tiết lộ chính bà đã sắp xếp và ra lệnh cho một đoàn thám hiểm qua Wadi Amira, bán đảo Sinai Ai Cập, để khai thác quặng và thu hoạch nguyên liệu. Các nhà nghiên cứu đánh giá để có thể đưa ra mệnh lệnh đó, Neshotep phải là một người cai trị độc lập, được ủy quyền hoàn toàn giống như một vị vua. Nhân vật nữ thứ hai cần được nhắc đến là vương hậu nhiếp chính Menes, chưa rõ năm sinh năm mất. Hậu thế biết đến bà nhờ tấm bia ký trong lăng mộ hoàng gia. Bia đá Palermo, một trong 7 mảnh vỡ còn sót lại của tấm bia, biên niên sử hoàng gia thuộc thời kỳ cổ vương quốc, đã ghi tên Menes bên cạnh các vị vua nam của các vương triều từ thứ nhất đến thứ năm. Menes tiếp xúc với quyền lực từ thời trẻ. Bà là con gái của vua Djer, lớn lên trong cung điện ở Memphis và được giáo dục theo cung cách hoàng gia từ bé. Khi cha qua đời, anh trai của Menes là Djer lên ngôi. Lúc này Menes vừa là em gái vua, vừa là vợ của vua. Nhưng trớ trêu thay, pharaoh Djer đã đột ngột qua đời sau vài năm trị vì. Khi đó con trai của ông, Djer, chỉ mới là một đứa trẻ mới biết đi, còn quá nhỏ để có thể tự mình cai trị vương triều. Thế là Menes trở thành người nhiếp chính. Nhiệm vụ đầu tiên của bà là thu xếp việc chôn cất chồng mình. Thời đó, chôn cất vua là một chuyện rất khủng khiếp. Dù chỉ có một mình vua qua đời, nhưng phi tần, người thân và người hầu của ông ấy phải bỏ mạng theo. Thật ra, nghi lễ hiến tế này không chỉ đơn thuần là tập tục, tôn giáo. Nó còn là một công cụ hữu hiệu để tiêu diệt những người thân đang thèm khát quyền lực trong giai đoạn vua vừa mới qua đời, đảm bảo ngôi vị được truyền từ cha sang con một cách suôn sẻ. Menes đã tận dụng triệt để nghi lễ hiến tế để dọn đường cho con trai mình. Có rất nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong hoàng tộc, có thể là anh em cùng cha khác mẹ của Djer, đã bị chôn theo vua Djer. Nói tóm lại, Menes đã loại bỏ hết những kẻ có khả năng thách thức quyền lực của mẹ con bà. Sau khi củng cố uy quyền, Menes đã nhiếp chính trong khoảng 6-7 năm, cho đến khi con trai đủ lớn để tự mình điều hành đất nước. Bà đã dạy dỗ con rất tốt, bằng chứng là những thành công quân sự vang dội của vua Djer được ghi lại trong bia đá Palermo. Menes qua đời ở tuổi 50, được chôn cất theo nghi lễ của một vị vua, có 120 người được chôn cùng bà. Thời gian sau này, các nhà sử học khám phá ra, Menes chỉ là người cầm quyền và chưa bao giờ xưng vương. Tuy vậy, dưới sự cai trị của bà, vương triều thứ nhất đã đạt được những thành tựu đáng nể, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến xã hội. Thậm chí có người còn mệnh danh Menes là nữ pharaoh đầu tiên trong lịch sử Ai Cập. Sobek Neferu, nữ pharaoh chính thức đầu tiên của Ai Cập cổ đại. Sobek Neferu còn có tên gọi khác là Neferu Sobek. Từ Sobek Neferu có nghĩa là vẻ đẹp của Sobek, bắt nguồn từ tên gọi thần Sobek, vị thần đầu cá sấu quan trọng của người Ai Cập cổ đại. Bà là con gái của vua Amenemhat III. Sobek Neferu kết hôn với anh trai mình Amenemhat IV sau khi cha qua đời. Bản thân Amenemhat IV cũng là kết quả của một cuộc hôn nhân cận huyết và ông đã bị vô sinh. Amenemhat IV qua đời sau 9 năm trị vì mà không có người thừa kế. Vì thế, cuộc khủng hoảng kế vị có thể đe dọa trực tiếp đến sự ổn định xã hội. Triều đình không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý để Sobek Neferu lên ngôi. Nhiệm vụ của bà là gìn giữ sự ổn định của đất nước khi người thừa kế mới xuất hiện.
Là người phụ nữ đầu tiên chính thức xưng vương, Sobek Neferu quyết tâm hợp pháp hóa triều đại của mình thay vì cam tâm làm người giữ chỗ. Bà đã hoàn thành việc xây dựng khu phức hợp đền thờ ở Hawara, công trình do cha bà khởi xướng. Sobek Neferu còn cho xây thêm địa điểm thờ cúng mới để làm nổi bật vai trò của mình. Thật không may cho Sobek Neferu, triều đình mà bà thừa kế đang trên đà suy vong do hạn hán, đói kém và bất ổn xã hội. Chưa kể trong cung, giới tinh hoa đang âm mưu chống lại bà để giành lấy ngai vàng. Cuối cùng, chỉ sau 4 năm cai trị, Sobek Neferu đã qua đời một cách bí ẩn, kéo theo sự kết thúc của vương triều thứ 12. Mất bao lâu để bạn đọc xong một quyển sách? Một tháng, một năm hay chưa bao giờ? Với ứng dụng sách tinh gọn, việc đọc sách sẽ nhanh chóng và thú vị hơn rất nhiều. Mỗi quyển sách đã được chúng tôi chắt lọc những ý tinh túy nhất và biên tập lại thành nội dung có độ dài khoảng 30 phút. Bạn có thể đọc và nghe trọn vẹn một cuốn sách trong lúc chạy bộ hoặc đi taxi. Thật tuyệt vời phải không nào? Hãy tải ứng dụng sách tinh gọn và khám phá hàng nghìn nội dung hấp dẫn nhé! Hatshepsut, vị vua nữ trị vì Ai Cập cổ đại trong hơn 2 thập kỷ. Hatshepsut sinh khoảng năm 1508 trước công nguyên, mất năm 1458 trước công nguyên, là con gái lớn của vua Thutmose I. Bà thừa hưởng gần như trọn vẹn quyết tâm và kỹ năng lãnh đạo của cha mình. Khi Thutmose I qua đời, Hatshepsut trở thành vợ của người anh trai ốm yếu, Thutmose II. Vị vua mới Thutmose II đạt được rất ít thành tựu và qua đời chỉ sau vài năm cai trị. Một người con của Thutmose II được chọn làm vị vua tiếp theo, tức là Thutmose III. Tuy nhiên, Thutmose III chỉ là một đứa bé ham ngủ, ham chơi, khó lòng đảm đương việc triều chính. Người mẹ ruột lại không có năng lực nhiếp chính. Khi đó, người nắm quyền lực trong tay chính là Hatshepsut. Lúc Thutmose III khoảng 9 tuổi, Hatshepsut chính thức lên ngôi, đồng cai trị vương triều. Hatshepsut là người phụ nữ duy nhất được trao tước hiệu Pharaoh tại Ai Cập. Một số tài liệu mô tả bà đeo bộ râu giả và mặc trang phục của các vị đế vương. Bà đã trị vì trong suốt 21 năm, lâu hơn bất cứ vị nữ Pharaoh nào trong lịch sử. Hatshepsut để lại một loạt thành tựu ấn tượng, từ kiến trúc, kinh tế đến văn hóa, quân sự. Theo đó, Hatshepsut đã khôi phục mạng lưới thương mại từng bị ngắt quãng trong thời Hyksos chiếm đóng Ai Cập, từ đó tạo ra nguồn của cải bất tận cho quốc gia sông Ninh. Bà cũng cho mở rộng giao thương xuống phía Nam, vốn bị gián đoạn bởi chiến tranh, nhờ đó tạo lập sự thịnh vượng cho vương triều thứ 18. Ngoài ra, Hatshepsut đã thành lập một đội quân toàn nữ thủy thủ, có nhiệm vụ thám hiểm vùng đất Phun, Nam Châu Phi. Đoàn thám hiểm lên đường nhân danh bà trên 5 con tàu, mỗi tàu dài 21 mét, nhiều hàng hóa trao đổi được mang theo tới Phun, đáng chú ý nhất là nhựa thơm. Chính đội quân thám hiểm này đã mang về Ai Cập nhiều hàng hóa có giá trị như gỗ mun, vàng, những động vật hiếm và cây cảnh lạ. Đặc biệt nhất phải kể đến 31 cây hương trầm sóng. Đây là nỗ lực di thực đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử. Bên dưới bức điêu khắc trong đền thờ của Hatshepsut có ghi lời ca ngợi: chưa từng có vị vua nào trong lịch sử mang về cho đất nước nhiều thứ như thế. Nhiều nhà Ai Cập học cho rằng chính sách đối ngoại của Hatshepsut chủ yếu là hòa bình, song cũng có bằng chứng cho thấy đích thân bà đã chỉ huy các chiến dịch quân sự thành công tại Nubia và Syria trong những năm đầu cầm quyền. Bên cạnh đó, bà còn mở rộng bờ cõi Ai Cập, làm tiền đề cho sự bành trướng sau này. Đặc biệt, Hatshepsut là một trong những pharaoh cho tiến hành xây dựng nhiều công trình nhất, với hàng trăm dự án ở cả Thượng và Hạ Ai Cập, tầm vóc và số lượng to lớn hơn mọi công trình của những bậc tiền bối thời vương triều trung gian của bà. Công trình kim tự tháp của Hatshepsut đã thể hiện trọn vẹn tham vọng của vị nữ pharaoh này. Bà cho xây dựng hai tòa tháp cao hơn 30 mét tại ngay trung tâm hoàng tộc và tín ngưỡng của triều đại Thutmose. Xung quanh đó, bà cho xây những con đường hùng vĩ và những đền thờ uy nghiêm. Tất cả đã chứng minh quyền lực tối cao của Hatshepsut. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!